Hôm qua mình đã hôn anh ấy, và mình là người chủ động trước. Ủa, gì vậy? Mặt giống như là mới hôn nhau với ai vậy á? Sao em biết? Hả? Hôn ai? Cái gì? Thì đó. Mà bà là người chủ động cơ. Chị thích ăn cục cưng đúng không? Biết ngay mà. Không phải. Nói sao ta? Lúc là anh ấy cứ là một người lạnh lùng mà cũng ấm áp nữa, nó làm cho chị rất là bối rối. Nên không biết nữa. Là sao? Tình cảm của chị mà chị không biết thì ai biết? Mà từ từ, bình tĩnh. Bây giờ cái vấn đề này không quan trọng. Chị Minh thì sao? Cô Chi Minh dễ thương kia cũng tỏ tình với bà lại con. Không, không phải là không thích, mà là ở chung với Chi Minh thì thoải mái, cũng vui. Mà không biết đó có phải là tình cảm nam nữ hay không. Vậy còn anh cục cưng thì sao? Anh Sean thì có một chút căng thẳng. Và Run nan giải quá ha. Người thì làm mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Người ấy thì làm mình cảm thấy rung động. Nhưng mà sau khi hôn Siêu Quân thì bà thấy thế nào? Thì bà thấy đó, siêu ngại. Ôi, mình hôn xong rồi là mình trốn liền luôn á. Đêm qua chắc anh ấy làm việc một mình. Chắc anh ấy giận tôi lắm. Thôi, thì dù gì cũng là ngày cuối của team TF rồi đúng không? Thì nói một cách chính thức là như vậy. Ngày cuối cùng là ngày quyết định. Ngày quyết định thì phải làm gì? Mỹ nhân kế chứ còn gì nữa. Mỹ nhân kế hả? Thôi. Đúng, là chị Hằng chỉ có mình chị không em? Vô. Vô. Hôm nay dù ai được ai không thì chúng tôi nhất định sẽ giúp bà có người yêu đấy. UN씨, 유엔대리님, 오늘 진짜 예뻐요. 감사합니다. 저 5분 늦었습니다. 마지막 날이라고 긴장 풀면 절대 안 됩니다. 이럴 때 긴장 풀면 100% 실수하는 거니까. 네, 명심하겠습니다. 팀장님, 마지막인데 너무 하세요. 유엔대리님? 네. 와, 몰라봤어요. 진짜 다른 사람 같아요. 네. 오늘 큰 행사가 있다고 해서 동생이랑 친구가 좀 오바스럽게 어색하죠. 자자, 답 좀. 잡담 그만하고 긴장 좀 해야죠. 8주 동안 노력한 결실을 맺는 날이니까. 그럼 마지막까지 다 같이 파이팅! 파이팅! 파이팅!
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi là Lê Duyên. Tôi là nhân viên của công ty ô tô Hyundai. Hôm nay sẽ có một cái clip nói về phần nội dung là giáo dục an toàn giao thông. Thì Lê Duyên chỉ mong muốn là sau khi xem clip này mình thực hiện đúng như vậy và mình sẽ sống lâu dài, thiệt là dài. Có một mối nhân duyên bắt đầu từ 8 tuần trước. Trong thời gian đó cũng có những khó khăn lớn bé khác nhau, nhưng mình đã làm được nhờ nỗ lực của tất cả mọi người. Ý tưởng của mình đã trở thành hiện thực. Mình thấy thật hạnh phúc vì có thể mang niềm vui đến cho mọi người. Yên 씨, 정말 마지막이네요. 아무래도 마지막 인사는 하고 가야 될 것 같아서. Tạm biệt lần cuối sao? 정말 고생 많았습니다. 유엔 씨. 저도 감사했어요, 팀장님. 버스처럼 그늘 기다립니다. 한없이 기다리다가 문득 시계를 보니 운행이 다 끝입니다. 기다리는 건 참 쉬운 일이. 일이 남아 있어서 이만 돌아가 보겠습니다. 그래. Đây là lần cuối thật sao? 유엔 대리님! 대리님 없었으면 진짜 해낼 수 없었을 거예요. 뭘요? 고마워요, 정말. 그리고 저 팀장님한테 제대로 차였으니까 이제 신경 안 쓰셔도 돼요. 제가 좀 쿨해서 저 싫다는 사람한테 미련 없거든요. 저도 이제 저 좋다는 사람 만날 거예요. 그게 무슨 말씀이세요? 알면서. 우리 또 봐요? 네. 응? 마침인다오이다. chương trình này hết rồi hả? Chương trình nó hết rồi sao vậy con? Con cũng muốn có nữa, con muốn có cái đó che lên cặp của con, cái đó đó cô. Con dùng hết rồi không có nào luôn á. Mà con có biết cái đó là gì không? Dạ, đó là móc khóa. Cái đó là móc khóa phản quang. Dạ. Ví dụ nha, ban đêm trên đường có xe máy nè, xe hơi nè, nó đi băng băng trên con đường ban đêm rất là nguy hiểm, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà nếu mà con lấy cái đó con treo lên cái cặp của con á, sẽ chiếu ánh sáng thì xe nó sẽ không có đụng trúng vào con á. Wow, giống như thiên thần hộ mệnh vậy đó hả con? Mà giống như là thiên thần hộ mệnh vậy đó. Còn con nhớ địa chỉ không? Dạ nhớ. Vậy thì con viết cho cô cái địa chỉ nhà nhé. Rồi dạ. Có gì thì cô sẽ qua nhà con tặng cho con ha. Dạ. Rồi. Con viết cái số nhà, tên đường. Đó. Yuen 대리님, 꼭 해야 할 말이 있는데 괜찮으면 8시에 이 카페로 나와줄래요? 8시요. 유엔 씨, 돌려줘야 할 물건이 있어요. 8시에 그때 그 거리에서 만나요. 안시원 꿈나 땀겨. cùng một thời gian, khác địa điểm. Mình phải đi đâu bây giờ? Thank you.
Trong hai người, tôi chỉ có thể chọn một mà thôi. Tôi đã tự hỏi rằng mình muốn xây dựng tương lai với ai, và gương mặt người ấy đã xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên, anh là một người lạnh lùng, nhưng thực ra anh là một người rất ấm áp. Khi anh mệt mỏi, em muốn ở bên anh. Người có thể đưa em đến được bến bờ hạnh phúc, người ấy chính là anh. Mi안해요. 나 기다리지 마요. 거기 못 가요. 혹시 차인 건가? 수정 씨. 그쪽도 실현당한 것 같은 얼굴인데? 지나가다가 불쌍한 얼굴이 눈에 띄어서. 실현당한 사람끼리 한잔할까요? 그날 사무실에 이걸 놓고 갔더라고요. 이건... 그 사진을 보는데 마음이 이상했어요. 난 계속 혼자 해도 괜찮을 거라고 생각했거든요. 근데 유엔 씨 만나면서, 유엔 씨 가족을 보면서 그 속에 같이 있고 싶다라는 생각을 처음으로 했어요. 팀장님. 하지만 끝까지 망설였던 건 우리가 멀리 살고 자주 연락하지 못할 테고 자주 못 만나면 내 마음이 변해버릴까 봐 그게 무서웠어요. 근데 나 믿어보려고요. 나를, 내 마음을. 베트남에 이런 속담이 있어요. 인연이면 천리 밖이어도 만나고, 인연이 아니라면 이웃이어도 만날 수 없다고. 처음에 사고, 그리고 그동안 일어난 모든 일들, 전 우연이 아니고 단단히 묶여있던 인연이라고 생각해요. 그래서 나도 믿을래요. 나를, 그리고 우리를. 좋아해요, 팀장님. 내가 더 좋아해요, 유엔 씨. 그대 내겐 행복인 걸 고백할게요. 내 사랑 그대 언제까지나. Cái kết mà Tiên từng mong đợi, gia đình tương lai mà bài tarot đã nói, chính là Siwon. Đã 8 tuần trôi qua kể từ ngày đó, tất cả chúng tôi đều đang sống rất hạnh phúc. Tiên mua được vé đi concert
BTS mà ngay vị trí hàng đầu như một kỳ tích. Hằng đã hòa giải với chồng và trở về nhà. Jimin trở nên nổi tiếng với bộ truyện tranh hành động cậu vẽ. Sujeong đã gặp được chàng trai yêu cô ấy và bắt đầu một mối tình hạnh phúc. Còn tôi đã có một chiếc xe hơi. Hằng ngày dõi theo những người mà tôi yêu quý để bản thân mình có thể tiến xa hơn nữa. Cuộc sống tôi nhờ vậy đã trở nên hạnh phúc hơn. UN, anh có tiếng Việt. Wow, anh nói tiếng Việt giỏi quá ha. Cảm ơn em. Nhưng mà nói tiếng Việt khó quá. John, nói tiếng Hàn nhạc. 실은 내가 그동안 호치민 파견 업무에 계속 지원해 왔었거든. 그게 드디어 성공했어. 진짜요? 어, 여기 언제 와요? 3초 후에. Trong tương lai, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tôi đã tìm được chồng tương lai cho chị tôi rồi. Cái xe thì cái nào cũng tốt cả. Cái này. Em chọn nè. Ừ, bên anh có dòng xe này. Từ giây đầu tiên thấy nhau,